Huy Chợ. Chọn cái chỗ này luôn. Thơm quá. Đó, mỗi cái taco của nó là nhìn vậy đó. Cái taco nhỏ nhỏ vậy nè nha. Mỗi cái taco cỡ nhỏ vậy nè. Mọi người một cái bàn tay nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi mình tới rồi. Smell thơm không con? Mà chờ lâu quá em ngủ mất tiêu rồi, tội nghiệp em không? À, kêu em dậy nhẹ nhẹ, nói em là bây giờ mình tới mình vô mình ăn. Mình đi ăn tacos nha. Ok tội nghiệp. Rồi đi. Thôi đi đi ăn. Này, tacos. Không cầm bao chén. Hả? Đi hai đi cầm bao chén. 8 giờ sáng tới 11 giờ tối. Mình mua mỗi thứ một cái, một đồng rưỡi, một cái. Đó. Mình số 62 chút nữa kêu tao lấy nha. Nói không? Cầm bò một xịt. Cái bảng menu nè, bây giờ trên này là cái chữ taco thì mình mua nè, một đồng rưỡi một cái nè. Pork nè, thịt heo, steak là thịt bò, chicken thịt gà, head là thịt đầu. Ở trên là longanisa là sausage, thân là thịt lưỡi nè, stripe là giống như lá sách nè, sardina là cái gì giống như thịt bò nè. Đó, đồ bể ở trên kia nó có bán bánh ngọt, nước ngọt như ở đây nữa nè. Water của con đâu? Em buồn ngủ tại em giận tại em buồn ngủ. Ok chứ con muốn gì? Hả? Cái taco 7 đồng. Ba cái taco 7 đồng. Là sao? Là cái meal á ba. Quesadilla. Hả? Quesadilla. Quesadilla hả? Quesadilla là cheese crisp á. Hôm nay mình đi ăn taco ha. Mà em mới ngủ dậy cho em buồn lắm hả? Khổ nhỉ, ô phải khóc luôn, chảy nước mắt luôn. Sao vậy? Đúng rồi, nước mắt phải đi nấu đồ ăn nè. Em ngủ, nó đủ. Mình đi ăn taco hôm nay ha. Ăn đồ mễ. Ăn đồ Mexico, cây đèn cây taco. Taco. Ok, cái gì cũng không nhận nhất. Cái nào ba có biết không? Cái này là chicken nè. Không, cái này của ba mà chicken nè. Cái này thịt bò nè, cái này thịt đầu chắc. Rồi cái này là sausage và longaniza nè. Rồi trout là gì, cái nào mà em biết. Which one's not spicy? None of them is spicy, only the sausage is spicy. Bà lấy cái miếng chân này bà dắt vô rồi bà ăn nó. Vậy thôi. Còn cái của mẹ nó phải làm lại, tại mẹ để đâu nha. Rồi bây giờ con ăn đi. Chỉ cho chị hai ăn. Bà chỉ cho chị hai ăn được không? Ok, cái này bây giờ con đắp lại làm hai. Cái này là cái gì? Cái đó là hết á. Có mỡ nhiều á. Bây giờ gấp lại làm hai cái cặm vậy mà ăn thôi, không có còn làm gì nữa hết đó con. Just fold it in half rồi mình ăn thôi. Nó ăn hai cái taco đi chung với nhau vậy á, nó làm hai cái. Cứ cầm sắp lại làm hai rồi cầm ăn thôi con. Đó. Rồi muốn ăn chanh thì dắt chanh vô, cucumber ăn cucumber thôi con. It's really hot. Còn đây, nó hot, còn đây là hot sauce nè, nó là bao nhiêu hot sauce. Con cầm lại làm hai vậy, cầm cắn thôi. Đó vậy đó. Ngon mà, không có cay đâu. Ngon không? Dạ. Thôi em đang giận, kệ em, chút nữa mẹ cho em ăn sau không sao. Mẹ cái này nếu ba muốn ăn cái nào cay ba xịt vô một cái chỗ đó thôi. Chút nữa của con đi ăn chung với mẹ đó cho nha. Nên hai cái đi chung với nhau. I know. Ok. Và cắn thôi. Ngon mà, phải không? Đó, con muốn ăn dưa leo không? Cucumber. Six, is that mấy? Ok, see you later for me. Ok, all the taco của mẹ mẹ lên cho con nha.
quá ha. Cucumber để riêng đó con, cucumber is separate. But you can do it whatever you want. Rồi. Đây hai dĩa của mẹ rau này để riêng nè. Rồi sao chị hai mình dĩa nè con. Pick this up. Rồi rồi con Kelly ăn với mẹ ha. Nè hai cái gà nè, hai cái bò nè, hai cái chorizo nè. Những hai cái gì vậy bạn ơi? Không bây giờ ăn ha. Bạn thử đi ba. Rồi cái chorizo, chorizo. Bà muốn ăn cay. À ngon không? Ngon, bà muốn ăn ngon cay á, thì bà xịt cái nước như này vô, sauce vô. Để ta thử sauce được coi. Này con muốn ăn cái nào cũng đây, con ăn như con. Hai cái này cay, cái này không cay được không? Cay, cay vậy hả? Nó không có vớt rồi. Rồi, con không được. Rồi, lấy sauce màu đỏ đi. Này con, cái này của con này con. Con muốn ăn thịt á, cái thịt bò này ngon nè, lấy đi. Lấy cái này two hands rồi lấy lên. Nóng á, coi chừng nóng á. Ok, để ba lấy. Rồi con muốn ăn cilantro hay onion thì con phải rắc vô. Rồi. Con nhiều hơn rất là tự rắc vô. Con muốn ăn đi với cucumber thì lấy cucumber của mẹ. Qua bên này. Ăn thử cái này thịt bò nè, fold it in half. Ngon không? Ngon không con? Rồi ăn cái này nha. Thơm. Ủ nóng quá. Này, chút nữa mẹ cho con cái này nè, cái này thịt gà. Cái này để đây. Mình muốn ăn ngò thì để đây. Nhấp miếng chanh cho nó ngon. Cái gì thì nó hơi mặn. Rồi, đồ mẹ đó. Nó ngọt rồi. Trên mỗi lần ăn là phải ăn 5-6 cái luôn. Mà cái này ăn thử coi cái nào ngon thì mình sẽ order tiếp. Này có rau bỏ sẵn lên luôn. Rồi ăn xong một cái trong vòng 1 phút. Giờ ăn nha. Mà chị hai ăn nè. Hai lần này. Cái này là gì thật kìa? Thật lưỡi hả? Thật lưỡi. Thế nghe không? Ngày ba muốn ăn thịt ngò thì ba bỏ vô xem nè. Thôi, đó, bỏ cái khéo khéo ra vậy đi. Nó dễ cho nó dài dài, đây nó cuốn vẫn dễ. Cái này đâu có cuốn gì đâu, cái này bị lắp hai này ăn không mà chứ đâu có cuốn gì đâu. Gọi là cuốn đó.
xịt cái tương đen tương này vô, bỏ cái nắp này ra con, sao không có rắn được. Ở đằng kia nó có xào xà đằng kia nữa kìa, ba muốn ăn thì ba tới lấy đi ba. Ở đằng kia có cái xe, trong đó có rất là nhiều xào xà mà mình quên lấy. Ba tới ba lấy xào xà. Hả? Nó khó hả? Ngon quá ha. Mà muốn ăn thêm cái gì nữa mà tự hỏi cho nó. Nhưng giờ mình không có đủ đâu rồi nè. Cây đàn đâu rồi ba? Xà xà riêng đi. Xà xà. Con muốn ăn nữa hả? Con no rồi hả? Mấy ăn có hai cái mà no gì trời. Phải khẩu vị, phải no. Không thấy ngon hả? Không ngon hả? Ngon lại cái. Một cái sốt này nữa nè. Muốn ra hả? Thằng kia không chịu ăn gì luôn. Ngon không? Ngon. Nhưng mà lạ so với người mình. Người mình không quen mới ăn thế này. Nhưng mà ăn cũng ngon. Cũng được. Cái này là đồ mễ thiệt á. Nó tiệm này tiệm mễ, người mễ không thấy không? Chứ không phải tiệm mễ bán cho người Mỹ đâu. Cái này là tiệm mễ, nó nói là thuần túy. Thuần túy. Là đồ mễ chứ không phải đồ mễ mà lai cho Mỹ ăn đâu. Cái này có cay không ba? Cái nào không cay? Không cay. Ba không cay, cay thì cái này. Có thịt nữa rồi. Còn cái này có cay không ba? Thử cái này có cay không? And everything combination. Rồi, gói lại. Xà lách chưa? Xà lách. Phải thấy xà lách luôn. Nếu mà mặn nó là mình phải dắt chanh á. Nó ăn hai cái như vậy á. Ăn hai cái nhưng mà bà không có được hai cái. Vậy bà gói vậy cho tròn cho đủ. Cái này nó có tròn bị cuộn đâu, cái này nó phải mười video, cái này là taco mà. Đó, vậy đó, nó dễ cầm phải không? Mẹ nó nói ăn vậy là không đúng rồi nha. Miếng hầu cũng cúng vô này thôi. Cái này nghe gà ngon không ba? Thấy nhà ban cái thằng ngon. Gà ngon, ngon, ngon hơn cái thịt lưỡi kia, tông kia. Thịt này thịt gì nè? Cái gì mà giống như ruột á? Trái kìa, hả? Trái chiên giòn á, chiên nó chiên lên á. Ruột heo chiên, đó. Mẻ là ăn ruột heo á. Cái
sao cái này có ngon không? Thấy ngon không? Không ngon. Nó khô nhỉ? Mùi vị không ngon. Nó chiên giòn rồi. Nó chiên rồi nhưng mà có những cái dai dai mà mình thích lắm. Nhưng mà mùi không ngon. Không có gia vị nhiều. Gà hồi nãy ăn ngon. Gà ngon nhất hả? Cái bò đúng rồi, một cái sốt thịt sao? Rồi ăn vậy luôn, bây giờ ăn plain luôn, có bỏ gia vị nữa. Rồi sốt thịt hả? Sốt thịt. Sốt thịt cũng ngon mà, thấm lắm. Ngon không? Có cái nào cay đâu. Đâu có cái nào cay đâu hả? Ừ. Nước cay rồi bỏ cay thêm. Mấy bình đều là vị. Mở ra mà coi. Rồi nhìn mẹ nè, cười nè, cười nè, cười nè. Rồi, cắt một cái ăn được sao? Còn jello hả con? Wow, ngon quá không? Ok rồi rồi của em, cười nè cười nè cười nè. Cái của con đâu, con cầm cái hũ của con lên. Thôi thôi đây đó. Yeah, rồi ba mở cho em. Ba mở cho em đi. Rồi, con ăn đi. Con cầm đàng hoàng. Con how do you hold the spoon? Con cầm cái spoon lại đàng hoàng. Này mày làm cho, mày làm cho. Ngon không? Của con ngon không? Clean của con, flavor của con là mùi gì? Vanilla. Can I try strawberry? Của em là strawberry hả? Con muốn thử của em hả? Rồi em cho con thử nè. Giỏi. Cái nào ngon chị hai? Cho em lại một miếng. Cho em thử một miếng. Use ba help em. I scoop ya. Đó, cho em ăn thử một miếng nha. I'll try the pink part. He only gave me like a green part. Which one better? Cái nào ngon con? Ngồi xuống. Ok. Yours good ha. No, ngồi đó ăn. Ngồi đó ăn, bỏ cái chân xuống đàng hoàng. Mẹ muốn ăn thử nữa. Mẹ cũng ăn thử mà. Con cái đó đi. Gần như là thơm á. Xanh giỏi quá. Đồng rưỡi một ly hả? Cho mẹ ăn thử nha. Ba giữ cái hộp lại cho mẹ cầm, mẹ ăn thử miếng nha. Cái này strawberry.
Rất là ngon hả? Nằm dai lắm. Dai ngon á. Mẹ sắn cho em ha. Này thật. Giỏi quá. Giỏi quá. Ngon không ta? Ngon quá. Ngon quá. Hai người coi là có tivi kia kìa. Rồi phải làm cái nào? Tiếp tục. Rồi cuối cùng là cái bò. Bò. Bò ngon nhất đó. Can't hear my movie. Oh sorry. Say the last for the best for last. Cay nhất nha. I like everybody to talk. À, chăm vô. Đi coi phim với chị Hai đi. Cô quá cho chị Hai đi, đừng có phá. Kho thịt bò ngon nhất đúng không? Không ăn nữa hả? Vậy thì mở ra. Cầm giùm em để em mở ra. Rồi. Thịt bò ngon. Anh thấy thịt gà ngon nhất. Thịt gà với thịt bò là ngon nhất. Đó, bà muốn ăn mọi thứ một cái. Rồi ba ăn hết 7 cái, tại chị Hai ăn 1 cái cho ba hả? Để ba ăn lại cái này của mẹ nhé. Mẹ đâu có ăn nhiều vậy. Mẹ mẹ cũng mua 8 cái, mà chị Hai ăn có 2 cái à. Mẹ đâu ăn 6 cái thôi, nhưng mà ăn cái này cuối cùng rồi. Rồi, bỏ ngò vô nha. Rồi bỏ cái nước này vô nha. Bà mẹ đi tới đây ăn hoài. Tại chỗ làm á. Mấy người mẹ hay tới đây ăn. Ủa, bà ăn cái bữa vậy hả? I'm cutting half. À, ba cắn giùm, ba sắn giùm em á, bự quá em ăn không được. Bự quá. À, bự quá. Bà sắn vô, bà sắn vô. Rồi, nhỏ rồi đó. Ngon không? Rồi ăn xuống xong xuôi rồi. Ăn tổng cộng 8 cái rồi, 7 cái rồi. Nó còn mình ăn nó nhìn nữa. Giờ mỗi thứ một vị. Cái này là hình như là như này. Nhà hàng hôm nay rồi là nhà hàng mẹ authentic. Authentic là thuần túy của mẹ. Ở những chỗ khác là nó có lime Mỹ rồi. Cho nên nhiều lúc là nó có những gia vị khác khác. Nay là mình ăn cái chỗ thuần túy để ăn thử ngon hay không. Nói chung là gia vị cũng ngon. Mỗi thứ một vị taco của mẹ ngon. Mình thường mình đi Taco Bell á, mình thấy taco crunchy á, mà chỉ bỏ gà hay là bò vùng vùng á, bò vùng vô như là bò xay á. Rồi, ở khác đây không? Là khác, ở đây hơn hơn hoàn khác toàn, hoàn toàn. Khác, hoàn toàn, năm không giống cái gì hết á. Taco kia là taco làm cho Mỹ ăn rồi, còn taco này là taco của Mỹ thiệt. Rồi còn bây giờ mình đang thấy là bây giờ còn rơi vải ra mình vét lại ăn tiếp rồi. Rồi ba còn cái này ba ăn luôn đi ba, lại ngon quá. Rồi đây là cái cuối cùng.
đồ có màu cam cam xanh xanh giống như cái mát trên với cái áo là ba xanh xanh cam cam nè. Rồi xong đứng yên đó, đứng yên đó. Đó thì trước tương đương ớt cay, vô cay, cay 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 mới ăn phê. Ừ, cay chết luôn. Một thứ luôn. Cuối cùng xong nữa rồi. Nói luôn rồi. Good. Mommy, you know how to go to sleep. Tâm lắp rồi. Mẹ đóng lại cho con ha. Rồi, con đi coi phim với chị Hai đi. Trời, chị Hai chờ nước mà lâu dữ vậy hả? Kaylee, it's okay. Takes too long. Hỏi đi con. We don't have juice, we have water. Mẹ cho con này. Juice ở về nhà uống juice, ở đây đâu có juice. One guy have one juice. Nè, mình mua nè. Mỗi thứ một cái nè. Tổng cộng là 26 đồng 26 cent nè. Đồng rưỡi một cái. Một cái là đồng rưỡi, một cái là đồng rưỡi. Cuốn lên sạch sẽ luôn, ngon quá. Xong rồi ha, rồi đi về ha. Ok, chào tôi. Rồi, nên là tiệm taco. Đi về, đã xong rồi. Tiệm này nhỏ xíu à, với chỗ